Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Tần Số Tình Yêu. Em không biết bơi, em cũng sợ lặn biển, em sợ nhìn xuống dưới biển. Anh ở biển cho nên anh bơi cũng khá giỏi. Vì nếu như mà anh tập được cho em bơi thì thôi, còn gì nữa đâu mà nói. Em bơi thẳng vào lòng anh luôn. Cho em hỏi là nhà anh ở đâu vậy? Hiện tại anh sống tại Tân Phú. Anh có nghĩ lộn nhà không vậy? Tại vì em tưởng là nhà của anh ở trong tim em á. Trong tình yêu mới làm kiểu như là em có người hay ghen hay không? Có, thỉnh thoảng em hay ghen lắm, mà em ghen cho vui á. Tức là em ghen nhiều cái nó vô lý lắm. Ủa em chồng hai cái luôn rồi. Em không biết em chồng đến đâu rồi. Đó, anh đây. Từ từ anh chưa xong, nhiều quá. Lan Anh ơi, kiếm ly chứ đừng kiếm ảnh. Ảnh kế bên anh không đi đâu hết á. Rồi còn hai bạn còn lại, các em muốn rồi đợi Quyên nè. Thôi em muốn anh đưa em lên. Anh đưa anh đi kìa. Thẳng